danh sách tấn công Viettel giữ V-League 2024-2025 với dàn cầu thủ chất lượng, nếu như phát huy hết sức mạnh của mình, đội bóng này sẽ là ứng viên nặng ký cho chức vô địch. Tấn công Viettel gây thất vọng ở V-League 2023-2024 khi chỉ cán đích ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Mùa giải 2023-2024 cũng là mùa giải mà đội bóng áo lính có những sự biến động liên tục trên bàn ghế huấn luyện. Sau đó, Tấn công Viettel đã phải bổ nhiệm huấn luyện viên Đức Thắng giải cứu đội bóng này từ nhóm đua trụ hạng. Cựu tiền trưởng của Bình Định đã đưa Tấn công Viettel có được vị trí thứ 5. Sau mùa giải 2023-2024 không thành công, Tấn công Viettel rất quyết tâm đua vô địch ở mùa giải 2024-2025. Bằng chứng là đội bóng này có cuộc thanh lọc lực lượng khi chia tay 10 cầu thủ. Họ chỉ giữ lại một ngoại binh là Pedro Henrique, người chơi rất hay ở giai đoạn 2. Người đi phải có người đến, Tấn công Viettel đã chiêu mộ được 8 bản hợp đồng. Trong đó đáng chú ý là các nội binh Bùi Văn Đức, Nguyễn Minh Tùng, cùng với hai ngoại binh Wesley Nata và Amarindo. Xét về chất lượng đội hình, Tấn công Viettel là đội bóng đồng đều ở các tuyến. Nếu như ngoại binh của đội bóng này chơi tốt, huấn luyện viên Đức Thắng và các học trò sẽ là ứng viên nặng ký cho chức vô địch V-League 2024-2025. Giám đốc kỹ thuật Vũ Tiến Thành của Hoàng Anh Gia Lai tiết lộ, đội bóng Phố Núi đặt mục tiêu vào top 6 ở V-League 2024-2025. Hoàng Anh Gia Lai có màn trụ hạng xuất sắc ở mùa giải 2023-2024. Mặc dù vậy, sau mùa giải này, đội chủ sân Pleiku đã không bổ sung quá nhiều nhân sự mới. Thậm chí, Hoàng Anh Gia Lai còn để Đinh Thanh Bình chia tay đội bóng. Theo danh sách Hoàng Anh Gia Lai đăng ký dự V-League 2024-2025, đội bóng Phố Núi đăng ký 3 ngoại binh là Jairo, Maxien, Jefferson. Ban đầu, Hoàng Anh Gia Lai đăng ký Bayo Da Cunha, Bruno Henrique, nhưng tiền đạo này gặp vấn đề với sức khỏe nên chưa sang Việt Nam nên đội chủ sân Pleiku chọn Jefferson. Điều bất ngờ nhất mà Hoàng Anh Gia Lai mang tới các cổ động viên của mình đó là việc huấn luyện viên Vũ Tiến Thành thôi cương vị huấn luyện viên trưởng của đội bóng. Ông Thành chuyển sang vai trò làm giám đốc kỹ thuật. Vị trí thuyền trưởng được trao cho ông Lê Quang Trãi. Giám đốc kỹ thuật của Hoàng Anh Gia Lai Vũ Tiến Thành cho biết, mục tiêu của Hoàng Anh Gia Lai ở mùa giải năm nay là nằm trong top 6 ở V-League 2024-2025. Mặc dù đặt mục tiêu vào top 6, nhưng để thực hiện được mục tiêu này là điều không hề dễ với đội bóng Phố Núi. Bởi lẽ, các đội bóng ở V-League 2024-2025 đều bổ sung nhân sự rất rầm rộ. Theo những thông tin chuyển nhượng V-League mới nhất, câu lạc bộ Quảng Nam đã bổ sung 12 cầu thủ nội mới vào danh sách đăng ký thi đấu mùa giải 2024-2025. Bên cạnh đó là 2 cầu thủ mới được đôn lên từ đội trẻ. Những tân binh mới chuyển từ đội khác đến câu lạc bộ Quảng Nam gồm có Vũ Tiến Long, Nguyễn Cảnh Tài, Khổng Minh Gia Bảo, Nguyễn Văn Đạt, Uông Ngọc Tiến, Đoàn Công Thành, Lê Vũ Quốc Nhật, Nguyễn Văn Hiệp, Nguyễn Phú Nguyên, Đặng Văn Lắm, Nguyễn Duy Dương và Hứa Quốc Thắng. Trong khi đó, hai gương mặt mới được đôn lên từ đội trẻ Quảng Nam là Lê Văn Quang Duyệt và Trương Thanh Vương. Ngoài ra, câu lạc bộ Quảng Nam cũng có sự góp mặt của hai ngoại binh mới gồm Charles Asimene và Ienga Alanh. Trong những ngày tới, huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn sẽ sớm công bố danh tính ngoại binh cuối cùng tham dự mùa giải mới. Với những sự bổ sung này, câu lạc bộ Quảng Nam về cơ bản đã khỏa lấp được sự rời đi của 16 cầu thủ sau khi mùa giải trước kết thúc. Đội bóng này sẽ mở màn V-League 2024-2025 bằng trận đấu với Hoàng Anh Gia Lai vào ngày 15 tháng 9. Theo những thông tin chuyển nhượng V-League mới nhất, Hoàng Anh Gia Lai đã chiêu mộ thành công tiền đạo Jefferson Elias, cầu thủ lo top những chân sút hàng đầu mùa giải trước với 13 bàn thắng cho câu lạc bộ Công an Hà Nội. Chân sút sinh năm 1998 sẽ mặc áo số 9 tại đội bóng Phố Núi. Theo danh sách ban đầu của Hoàng Anh Gia Lai dự V-League 2024-2025, đội bóng Phố Núi đăng ký 3 ngoại binh là Jairo Rodriguez, Maxien và Bruno Bayo. Tuy nhiên, Bruno Bayo gặp vấn đề về sức khỏe nên chưa thể sang Việt Nam. Do đó, đội chủ sân Pleiku đã chọn Jefferson để thay thế. Đáng chú ý nhất trong danh sách của Hoàng Anh Gia Lai là tiền đạo Trần Gia Bảo. Cầu thủ này sinh năm 2008 đã được ban huấn luyện đăng ký thi đấu ở V-League 2024-2025. Cầu thủ trẻ này nằm trong thành phần U16 Việt Nam, vừa giành chiến thắng trước U16 Nhật Bản và U16 Uzbekistan tại giải đấu giao hữu trên đất Trung Quốc. Chia sẻ với VOV.vn, ông Vũ Tiến Thành, Giám đốc Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai cho biết, mục tiêu của Hoàng Anh Gia Lai ở V-League 2024-2025 là cán đích ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng. Đội tuyển Việt Nam thu ngược với tỷ số 1-2 trước Thái Lan ở trận giao hữu tối mùng 10 tháng 9, qua đó nâng chuỗi trận thất bại dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik lên con số 3. Trong đó, chỉ tính riêng tháng 9, thầy trò ông Kim đã toàn thua trước Nga và Thái Lan, đều thua trên sân Mỹ Đình. Theo tính toán của trên trang quốc tế, trận đấu gặp Nga không tính điểm FIFA nên đội tuyển Việt Nam không bị trừ điểm dù thua 3-0. Trong khi đó, trận gặp Thái Lan là giao hữu tính điểm.
Sau trận thua ngược với tỷ số 1-2, thầy trò ông Kim Sang-sik bị trừ 4,52 điểm, từ 1.168,02 điểm xuống 1.163,5 điểm, rơi xuống hạng 116 FIFA. Như vậy, đội tuyển Việt Nam tiếp tục tụt bậc từ sau giai đoạn thăng hoa thời huấn luyện viên Park Hang-seo còn nắm quyền. Khi huấn luyện viên Chu Xie còn tại vị, đội tuyển Việt Nam thua liên 10 trong 11 trận, trong đó có tới 9 trận ở các giải chính thức hoặc là giao hữu có tính điểm, nên đã văng khỏi top 100 FIFA. Đà tụt dốc chưa thể được ngăn lại bởi huấn luyện viên Kim Sang-sik khi toàn đội đã để thua 3 trong 4 trận gần nhất. Đáng lo hơn, khi khoảng cách với top 100 ngày càng xa, đội tuyển Việt Nam lại để nhóm đằng sau bám rất sát. Đơn cử, Quang Hải cùng các đồng đội chỉ hơn vị trí thứ 120, xấp xỉ 7 điểm, vốn là khoảng cách có thể san lấp chỉ bằng một trận đá giao hữu. Nếu không ngăn được đà tụt bậc, đội tuyển Việt Nam có thể rơi khỏi nhóm hạt giống số 1 trước khi bốc thăm vòng loại Asian Cup 2027. Bạn nghĩ sao khi mà trong bản danh sách của Nguyễn Xuân Nam Định bây giờ bạn không còn là Hoàng Xuân Son nữa mà là một tên rất là phiền, đó là Nguyễn Xuân Son, vậy cảm xúc của bạn như thế nào? I'm so happy for this moment. Tôi rất là vui và đây là một cái khoảng cách rất là trọng đại. Tôi được ủng hộ, được hỗ trợ rất là nhiều bởi câu lạc bộ, với tất cả mọi người, bởi cổ động viên và tôi hy vọng được tới một mùa giải mới xuất sắc nhất có thể. Bạn đang hình dung thế nào về lộ trình trở thành một công dân Việt Nam của mình đang rất là gần rồi và bạn đang chờ những ngày mà bạn thực sự là một cầu thủ có yếu tố Việt Nam nhiều hơn so với bây giờ làm sao? Như tôi đã nói thì đây là một cái thời điểm rất là đặc biệt đối với bản thân tôi, đối với gia đình tôi. Nó là một cái động lực, đối với tôi đây là một cái động lực để tôi tiếp tục phấn đấu và cống hiến cho đất nước. Vì trong cái phần mà phát biểu của Lê Phúc Lâm vừa rồi thì có một yếu tố đó là Rafael Son được người dân Nam Định rất là tự hào khi là bạn đã phá đi lịch sử trở thành chân sút và ghi nhiều bàn thắng nhất ở V-League. Vậy thì mùa giải hôm nay thì cá nhân bạn cũng như là tập thể sẽ đặt mục tiêu cụ thể ra làm sao ở các giải đấu? For me, I prepare also my body and then my mind. Đối với tôi thì việc tôi luôn làm đó là chuẩn bị thể trạng cũng như tâm lý của mình thật là tốt. Nhiệm vụ của tôi cần trận đấu đây là ghi bàn và tôi chuẩn bị cái điều đó ở trên sân tập, trong phòng gym, tất cả mọi nơi kỹ càng nhất có thể. Và cái mà tôi muốn đây là đi từng bước thật là vững chắc. Từng trận một tôi đều muốn ghi bàn. Cái mà tôi mong chờ đến giờ tôi không nhìn về tương lai quá nhiều mà tôi đang muốn làm thật tốt hiện tại hơn. Tôi có trò chuyện với ông Kim Sang-sik một lần khi mà ông tới dự khán một trận đấu của Nam Định tại Nam Định thì chúng tôi không trao đổi điều gì quá là nhiều cả, chỉ có chào hỏi những điều đơn giản thôi. Điều thứ hai đấy là về việc hòa nhập trong cuộc sống của tôi với tư cách là một công dân Việt Nam thì tôi rất là hòa hợp với mảnh đất Việt Nam này. Tôi yêu đồ ăn ở đây, tôi yêu con người, yêu tất cả mọi thứ và cái quá trình hòa nhập của tôi cũng như gia đình đối với cuộc sống tại Việt Nam không có gì phức tạp cả. Just I have good life here, you know, for me to sleep easy. They have many vegetables here. Ở đây có rất là nhiều loại rau và các đồ ăn truyền thống của Việt Nam thì đối với tôi đều rất là phù hợp. Tôi ăn phở và bún chả rất là thường xuyên. For me, I love also like phở, bún chả. I eat many times. Just for me, it's not complicated. Thank you. Mục tiêu của câu lạc bộ bóng đá Thép Thanh Nam Định chúng tôi thì ở mùa giải mới này là sẽ bảo vệ chức vô địch của mùa giải năm ngoái. Và ở cúp quốc gia thì chúng tôi cũng đặt ra mục tiêu là vô địch. Và ở đấu trường châu Á thì sẽ tiến sâu. Hiện tại thì lực lượng của chúng tôi đã đầy đủ. Thì năm nay chúng tôi cũng có bổ sung một vài cầu thủ nội. Và đặc biệt là bổ sung thêm 4 cầu thủ ngoại. Tôi đánh giá là cũng chất lượng. Để đảm bảo ba cái mục tiêu ở mùa giải năm nay. Thực sự là để mà đoạt chức vô địch đã khó rồi, mà bảo vệ chức vô địch nó càng khó hơn. Vì năm nay các đối thủ của chúng tôi cũng tăng cường lực lượng rất nhiều và họ cũng có sự chuẩn bị rất là tốt. Do vậy là để mà bảo vệ mục tiêu vô địch, chức vô địch năm nay tôi cho là cũng rất là khó. Tuy nhiên là chúng tôi cũng toàn đội cũng sẵn sàng quyết tâm cho cái mục tiêu đấy. Thì ngoài lãnh đạo cũng đặt ra mục tiêu như vậy thì tôi nghĩ là các cổ động viên rồi các cầu thủ họ luôn luôn trong lòng họ cũng luôn luôn đề ra cái mục tiêu như vậy và để làm sao tất cả cùng chung một chí hướng cùng đoàn kết để đạt được cái mục tiêu mà ngay từ đầu mùa giải câu lạc bộ đưa ra. Năm nay thì đúng thật là sẽ khó khăn hơn năm trước. Và các đối thủ cũng đã đầu tư để mà đưa ra những cái mục tiêu riêng của họ.
Và tôi đánh giá ở mùa giải năm nay những câu lạc bộ mà có thể cạnh tranh chức vô địch thì đầu tiên là phải nói đến Công an Hà Nội. Sau đấy là Hà Nội FC vẫn là một thế lực rất là mạnh. Tiếp theo là Bình Dương. Đấy là những câu lạc bộ tôi thấy là ở mùa giải năm nay họ có sự đầu tư, sự chuẩn bị rất là tốt. Thì đây là những đối thủ trực tiếp của chúng tôi. Với trường hợp của Raverson thì chúng tôi cũng đang làm cái thủ tục để nhập tịch cho bạn ý. Tuy nhiên là hiện tại thì vẫn chưa có cái sự chính thức là cả. Chúng tôi vẫn đăng ký để hy vọng là Son sẽ đạt được cái nhập tịch để thi đấu ở mùa giải năm nay. Tôi nghĩ cái tính ổn định nó cũng quyết định rất là lớn đến cái việc mà xây dựng lối chơi cũng như là cái sự ăn ý trong toàn đội. Thì đội chúng tôi là cũng có được cái may mắn đấy khi mà ban luyện đều vẫn giữ nguyên và đều có sự đoàn kết từ những mùa giải trước. Thì đây là cũng là một cái mà đội chúng tôi có được để mà chuẩn bị thật tốt cho mùa giải. Với triết lý bóng đá tấn công của tôi cũng như là lãnh đạo cũng rất là mong muốn cái lối chơi như vậy. Thì chúng tôi vẫn ở mùa giải năm nay chúng tôi vẫn duy trì cái lối chơi như vậy, sẽ tấn công. Và tất nhiên là khi mà tấn công thì sẽ tạo ra những khoảng trống sau lưng rất là nhiều để đối phương khai thác. Do vậy là năm nay chúng tôi cũng đã đưa về một cầu thủ ở hàng phòng ngự, cầu thủ ngoại hàng phòng ngự. Đây là cũng là một cầu thủ tôi đánh giá cũng rất là cao. Thì hy vọng bạn ấy sẽ giúp cho hàng phòng ngự của chúng tôi chắc chắn hơn ở mùa giải năm nay. Muốn có sự gắn kết với nhau thì đầu tiên là các cầu thủ phải tập luyện với nhau rất là nhiều. Thì khi ở trên sân tập luyện thì các bạn mới có được sự ăn ý. Thì cái điều này thì chúng tôi cũng đã trong cái sự chuẩn bị chúng tôi đã cũng đã có sự làm việc rất là, tôi cho là đánh giá là tốt giữa các cầu thủ mới, các cầu thủ cũ. Và hiện tại thì các cầu thủ cũng đã có cái sự gắn kết với nhau rất là tốt.